Hello, xin chào tất cả các bạn nhỏ. Thầy là Kiên Nguyễn của Trung tâm Anh ngữ Wow Success. Rất vui được gặp lại các bạn ngày hôm nay. Trong bài ngày hôm nay, thầy sẽ tiếp tục dạy cho các bạn chương trình luyện thi Movers của Cambridge nha các bạn. Bữa nay chúng ta sẽ học phần Reading Writing Part 4, tức là đọc và viết phần số 4 nha các bạn. Are you ready? Let's get started. Rồi, bữa nay chúng ta sẽ tiến qua part 4, tức là phần 4 nha các bạn. Bạn nào mà yêu thích các video của thầy thì hãy nhấn nút like, subscribe và sau đó là nút chuông để theo dõi các video mới nhất nha các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Rồi, trong part 4 này chúng ta sẽ có 5 questions, tức là có 5 câu hỏi nha các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc đề và phân tích cái đề. Phải hiểu rồi chúng ta mới làm bài được nha các bạn. Read the text, choose the right words and write them on the lines. Có nghĩa là gì? Read the text có nghĩa là hãy đọc nội dung bài này nè bạn. Choose the right words tức là hãy chọn những từ đúng and write them on the lines và viết chúng lên trên những cái đường kẻ. Tức là đề bài này yêu cầu mình làm gì đây? Tức là đầu tiên chúng ta sẽ đọc cái nội dung bài này. Xong sau đó chúng ta sẽ chọn những từ đúng là những cái từ ở bên đây. Chúng ta sẽ chọn và xong sau đó chúng ta sẽ điền đáp án vào những cái ô trống này nha các bạn. Rồi, chúng ta có một cái câu ví dụ nè. Ở đây bạn thấy chữ dare không? Người ta điền chữ dare nè. Đó, bạn nhìn ở đây nè, example. Thì có 3 cái đáp án là dare, most hoặc là here. Và ở đây người ta đã chọn từ dare. Rồi, thầy khoanh tròn chữ dare ở đây nha các bạn. Đó, và người ta đã điền cái đáp án vào đây. Các bạn nhớ nha, khi mà đi thi thì các bạn ngoài việc khoanh tròn thì các bạn bắt buộc phải điền cái đáp án vào trong cái ô trống này nha các bạn. Bạn nào mà chỉ khoanh tròn mà không điền đáp án vào đây là sẽ không có điểm đâu nha. Chúng ta không khoanh tròn cũng được, chỉ cần điền đáp án vào đây là được rồi, được không? Nhưng mà ở đây là thầy khoanh tròn để cho các bạn thấy và dễ hiểu nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc toàn bộ nội dung bài này và cùng nhau điền đáp án vào đây nha các bạn. Rồi, bữa nay chúng ta sẽ học về bats, tức là những chú dơi nha các bạn. Rồi, các bạn nhìn vào example, tức là câu ví dụ nè. Câu ví dụ người ta nói gì đây? Bats are small animals that can fly. Có nghĩa là gì? Dơi là cái loài động vật nhỏ có thể bay. There are many different kinds of bats and they live in many parts of the world. Có nghĩa là có rất là nhiều cái loại dơi khác nhau và chúng sống ở nhiều phần trên thế giới, tức là nhiều khu vực trên thế giới đó nha các bạn. Ở đây có một cái chỗ sai sai nhỏ nhỏ trong sách người ta điền, đó là chỗ này chúng ta cần phải thêm chữ S ở đây nha. Bởi vì đây là số nhiều nha. There are many different kinds of bats cho nên ở đây phải có chữ S nha các bạn. Đây thì điền chữ S vào đây. Đó nha. Sách nó in bị thiếu đó. Được không các bạn? Rồi bây giờ tại sao đây chúng ta lại điền là there mà chúng ta không điền là most hoặc là here? Tại vì nghĩa thôi các bạn nha. There are tức là có nhiều loại dơi khác nhau. Chứ mà bây giờ chúng ta điền là most. Most are hầu hết là nhiều loại dơi khác nhau. Nghe không có hợp lý. Hoặc là chúng ta điền là here. Here are có nghĩa là đây là nhiều loại dơi khác nhau. Hoàn toàn không hợp lý nha các bạn. Ở đây chỉ có từ dare điền vào đây là hợp lý nhất thôi. Cho nên chúng ta sẽ chọn từ dare ở đây nha các bạn. Rồi tiếp tục nè, câu số 1. Some live in jungles, some live in trees. Rồi cái gì đó? Inside houses. Được không? Some live in jungles, tức là một vài con hay là một vài loài dơi đó thì sống ở trong rừng rậm. Một vài loài thì sống ở trên cây. Rồi ở đây mình điền đáp án là cái gì đó? Inside houses là bên trong ngôi nhà. Được không? Rồi bây giờ chúng ta hãy coi 3 đáp án ở đây nha. Câu số 1 có 3 đáp án nè. Cái đầu tiên là because có nghĩa là bởi vì. Cái thứ hai là or có nghĩa là hoặc. Và cái cuối cùng là when có nghĩa là khi. Được không các bạn? Rồi thì theo cái nghĩa ở đây thì chúng ta điền từ nào là hợp lý nhất đây? Một vài loài dơi thì sống trong rừng rậm. Một vài loài thì sống ở trên cây. Bởi vì bên trong ngôi nhà, có được không bạn? Nghe nó không hợp lý lắm. Hoặc là when có nghĩa là khi mà bên trong ngôi nhà cũng không hợp lý. Ở đây hợp lý nhất chỉ có từ or mà thôi nha, có nghĩa là hoặc là đó. Đó, thầy điền khoanh tròn ở đây. Rồi,
Như vậy là hợp lý nhất nha bạn. Ở đây người ta nói là gì? Một vài loài thì sống ở trong rừng rậm, một vài loài thì sống trên cây hoặc là ở trong những ngôi nhà. Như vậy mới hợp lý chứ các bạn, được không? Rồi, vậy thì bây giờ các bạn sẽ điền cái đáp án là từ or này vào đây nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn chỉ cần viết thẳng vào đây thôi nha. Or là xong. Được không các bạn? Rất là đơn giản. Rồi, bây giờ câu thứ hai này các bạn. But you don't often see cái gì đó. Được không? Nhưng mà bạn không có thường xuyên thấy. Thấy cái gì đây? Đáp án ở đây là có ba cái. It có nghĩa là nó. Him có nghĩa là anh ấy. Và them có nghĩa là chúng. Bây giờ, nhưng mà bạn không có thường xuyên thấy. Thấy nó được không? Không được nha. Tại vì chúng ta đang nói đến rất là nhiều loài dơi và rất là nhiều con dơi khác nhau. Cho nên đó phải bắt buộc phải là số nhiều nha các bạn. It là số ít có một con à. Không có được nha các bạn. Him là anh ấy. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói đến rất rất là nhiều loài dơi nha các bạn. Cho nên ở đây từ phù hợp nhất là từ them có nghĩa là chúng. Được không? Cho nên là thầy khoanh tròn ở đây nha. Đây chính là đáp án của chúng ta. Được không các bạn? Đó. But you don't often see them là hợp lý nhất. Nhưng mà bạn không có thường xuyên nhìn thấy chúng. Được không? Đó. Cho nên ở đây thầy sẽ viết từ them vô nha các bạn. Rồi. T-H-E-M. Rồi. Xong nha các bạn. Các bạn nhớ nha, người ta viết như thế nào các bạn viết vào y chang, giống, thật là giống người ta nha các bạn, thì mới được đủ điểm. Câu tiếp theo. Most bats sleep in the day and only fly at night. Hầu hết những con dơi ngủ vào ban ngày và chỉ bay vào ban đêm. Bats can see very well with cái gì đó eyes. Tức là dơi không thể nhìn thấy rất là tốt với những con mắt. Con mắt cái gì đó. Bây giờ chúng ta hãy coi đáp án nha. Is có nghĩa là của nó. There có nghĩa là của chúng hay là của họ. Our là của chúng tôi hoặc là của chúng ta. Bây giờ là dơi thì không thể nhìn thấy tốt với mắt của nó, được không? Ở đây là mình đang nói đến dơi nói chung, là bạn thấy chữ bass có chữ S không? Số nhiều nha. Rất rất là nhiều con dơi. Mà ở đây chúng ta điền là is là của nó, là có một con à, là không có được. Được không? Our là của chúng tôi hoặc là của chúng ta, là của chúng ta đó. Rồi sự kỳ tự nhiên đang nói dơi mà tại sao liên quan đến chúng ta. Cho nên chắc chắn cái từ our này cũng không có chính xác nha các bạn. Ở đây chỉ có từ hợp lý nhất đó là their, tức là của chúng thôi, là hợp lý nhất. Tức là dơi không thể nhìn tốt với mắt của chúng. Là hợp lý nhất nha các bạn. Đó, cho nên là ở đây thầy sẽ khoanh tròn cái từ there này. Cho nên thầy sẽ viết cái từ there vào đây nha các bạn. T-H-E-I-R. Được không? There là của chúng. Đó, rồi tiếp tục nè. But they are all very good. Cái gì đó? Flying. Nhưng mà tất cả chúng thì rất giỏi ở cái khoản bay, được không? Tức là chúng rất là giỏi bay. Bây giờ sau cái từ good thì chúng ta điền cái gì đây? Đáp án nè, câu số 4 nè. Đầu tiên là chúng ta có chữ to, có nghĩa là tới hoặc là đến. Kế đến là chúng ta có chữ at, là ở hay cái gì đó ha. In là bên trong. Nhưng mà ở đây là cái cụm từ nha bạn. Khi mà mình nói là một ai đó hay một cái gì đó giỏi về một lĩnh vực nào thì chúng ta dùng cái cụm từ là good at, tức là good at, được không? Đó, cho nên đáp án là at nha các bạn. Thầy khoanh tròn ở đây. Đây là cái cụm từ đi chung với nhau nha các bạn, cho nên là chúng ta cần phải học thuộc lòng, chúng ta bắt buộc phải nhớ đó nha. Khi chúng ta nói là giỏi một cái gì đó thì là good at nha các bạn. Rồi, bây giờ thầy sẽ điền đáp án vào đây là at. A-T. Rồi, xong nha các bạn. Rất là đơn giản. They can fly very quickly. Là chúng có thể bay rất là nhanh. Small bats sometimes eat mice. Tức là những cái con dơi nhỏ đó thì thỉnh thoảng ăn chuột. But bigger bats often eat fruit and drink juice. Nhưng mà những con dơi lớn hơn thì thường ăn trái cây và uống cái nước trái cây đó. That they, cái gì đó, in flowers, mà chúng, cái gì đó, ở trong những cái bông hoa. Được không? Rồi bây giờ chúng ta hãy coi đáp án nha. Đầu tiên đáp án chúng ta có từ là find, tức là tìm thấy. Tiếp theo là finds, cũng là tìm thấy nhưng mà thêm s vô. Và cuối cùng là finding, cũng là tìm thấy luôn nhưng mà thêm ing.
Ở đây đòi hỏi chúng ta phải hiểu ngữ pháp đó nha các bạn. Rồi, câu cuối cùng nè. Đây có nghĩa là chủ ngữ là số nhiều nha các bạn. Bây giờ khi mà chủ ngữ số nhiều thì động từ sao bạn? Có thêm S hay không thêm S bạn? Chủ ngữ số nhiều thì động từ không có thêm S nha. Tức là chúng ta sẽ dùng động từ nguyên mẫu, được không? Nguyên mẫu cho nên là chúng ta sẽ sử dụng chính xác là từ find này nha các bạn. Chúng ta không có thêm một cái gì hết. Khi mà chúng ta đã thêm vô rồi thì nó không còn là nguyên mẫu nữa, được không? Rồi, ở đây chủ ngữ số nhiều, động từ nguyên mẫu. Tại vì đây là đang nói về cái sự thật hiển nhiên thôi. Cho nên là chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn đó các bạn. Để giải thích chút xíu về ngữ pháp nha. Rồi, bây giờ các bạn hãy viết cái chữ find vô đây là xong. F-I-N-D. That they find in flowers, mà chúng tìm thấy ở trong những bông hoa. Rồi, xong nha các bạn. Bây giờ thầy sẽ giúp các bạn đọc và dịch lại toàn bộ bài này nha. Rồi, các bạn chú ý lắng nghe nè. Bats are small animals that can fly. Có nghĩa là dơi là những loài vật nhỏ có thể bay. There are many different kinds of bats and they live in many parts of the world. Có nhiều loại dơi khác nhau và chúng sống ở nhiều khu vực trên thế giới. Some live in jungles, some live in trees or inside houses, but you don't often see them. Một vài loài dơi thì sống ở trong rừng rậm, một vài loài thì sống ở trên cây hoặc ở trong những ngôi nhà, nhưng mà bạn không có thường xuyên nhìn thấy chúng. Most bats sleep in the day and only fly at night. Hầu hết dơi ngủ vào ban ngày, in the day là vào ban ngày nha các bạn, và chỉ có bay vào ban đêm mà thôi. At night có nghĩa là vào ban đêm. Bats can see very well with their eyes, but they are all very good at flying. Dơi không có nhìn tốt với con mắt của chúng, tức là dơi nhìn không có rõ bằng mắt thường đó. Nhưng mà tất cả bọn chúng đều rất là giỏi bay. Được không? Good at là giỏi, flying là bay. Rất là giỏi bay, tức là dơi thì nhìn không có rõ, không có giỏi, nhưng mà rất là giỏi bay. Được không? They can fly very quickly. Chúng có thể bay rất là nhanh. Small bats sometimes eat mice, but bigger bats often eat fruit and drink juice that they find in flowers. Những con dơi nhỏ thỉnh thoảng ăn chuột, nhưng mà những con dơi lớn hơn thường ăn trái cây và uống nước mà chúng tìm thấy ở trong những bông hoa, đúng không? Juice ở đây là giống như là những cái loại nước ép mà mình hay uống đó bạn. Nhưng mà dơi thì chúng chỉ có thể tìm juice là những cái loại nước này nè ở trong hoa thôi, đúng không? Hoặc là trong trái cây, đúng không các bạn? Rồi nãy giờ thầy đã hướng dẫn cho các bạn thật là chậm, thật là kỹ rồi ha. Bây giờ các bạn hãy thử nghe thầy đọc lại toàn bộ bài này bằng cái tốc độ bình thường, cố gắng luyện nghe thật là nhiều cho tốt nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nha. Bats are small animals that can fly. There are many different kinds of bats and they live in many parts of the world. Some live in jungles, some live in trees or inside houses, but you don't often see them. Most bats sleep in the day and only fly at night. Bats can see very well with their eyes, but they are all very good at flying. They can fly very quickly. Small bats sometimes eat mice, but bigger bats often eat fruit and drink juice that they find in flowers. Rồi, vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn phần Reading Rain Part 4, tức là đọc và viết phần số 4 nha các bạn. Nhiệm vụ về nhà của các bạn nè, các bạn hãy xem đi xem lại video này thật thật là nhiều lần nha. Và hãy cố gắng hiểu xem là tại sao đây chúng ta lại chọn những đáp án như vậy nha các bạn, mà không chọn những đáp án còn lại. Cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì khi mà các bạn hiểu rồi, thì khi mà các bạn làm những cái đề thi giống như vậy mà nó khác đi, thì các bạn vẫn làm được nha. Và các bạn hãy nhớ xem đi xem lại video này nhiều lần, nó sẽ giúp cho các bạn tăng cường kỹ năng nghe của các bạn nữa. Và các bạn học được rất là nhiều từ mới. Bài này rất là quan trọng nha, có rất là nhiều cái từ hay ở trong đó. Rồi, bạn nào mà yêu thích các video của thầy thì hãy nhấn nút like, subscribe và sau đó là nút chuông để theo dõi các video mới nhất nha các bạn. Và cũng đừng quên chia sẻ video này với nhiều bạn khác nữa nhé. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Goodbye, see you, have a nice day.